Xin chào tất cả anh em. Trước mặt mình đây đang là chiếc Asus ZenBook S13 OLED phiên bản 2022 và cái tên mã của nó là UM5302. Một cái chiếc laptop trong tầm giá 30 triệu đồng mà chúng ta có được rất là nhiều thứ cao cấp. Chúng ta có một cái sự thay đổi hoàn toàn về cái ngôn ngữ thiết kế này. Chúng ta có một sự nâng cấp rất là mạnh mẽ về cấu hình này. Chúng ta có một sự nâng cấp về bàn phím, về hiệu năng cũng như là về thời lượng sử dụng pin. Vậy thì trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ lại với anh em về cái trải nghiệm của mình sau một tuần sử dụng chiếc laptop này. Ok, video sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Sau một tuần mình sử dụng cái chiếc ZenBook 13 OLED này thì mình rất là thích nó và mình có rất là nhiều cái sự hào hứng với nó. Mình đã trải nghiệm qua rất nhiều những cái dòng laptop của Asus rồi, từ những cái chiếc máy gaming LG cho đến những cái dòng laptop Ultrabook như ZenBook như thế này. Với cái dòng ZenBook 2022 này thì họ đã thay đổi về cái ngôn ngữ thiết kế. Chúng ta sẽ không còn những cái vòng tròn đồng tâm ở mặt A nữa, mà thay vào đó là một cái mặt A nó nhẵn hơn và bộ nhận diện thương hiệu mới cũng đã xuất hiện. Toàn bộ chiếc máy này sẽ được làm từ hợp kim nhôm và magie, cho nên nó có cái trọng lượng vô cùng nhẹ, chỉ vào khoảng là 1kg mà thôi. Anh em có thể thấy mình cầm chiếc máy rất là dễ dàng. Một tuần vừa qua mình cầm cái chiếc máy này đi khắp công ty, ra cà phê rồi đi đây đi đó, rất là nhẹ nhàng, rất là đơn giản. Mình bỏ vào ba lô cũng rất là thoải mái nữa. Thì đây là một cái điểm cộng lớn cho dòng ZenBook S13 năm nay. Cũng nhờ vào cái việc sử dụng cái vật liệu nhôm mà magie thay vì là nhôm như là phiên bản năm ngoái, cho nên cảm giác sờ vào nó cũng khác, không còn lạnh lạnh nữa. Một cái gì đó nó nhám hơn và nó ít để lại mồ hôi dấu vân tay hơn. Tiếc là mình không được trải nghiệm cái phiên bản màu xanh mới của Asus, mà đây là cái phiên bản màu xanh đen. Và máy vẫn có một cái độ mỏng rất là đáng kể. Anh em nhìn thấy đây nè, đó, nó rất mỏng luôn và nó rất nhẹ. Thứ hai nữa là đến từ phần bản lề. Thì cái phần bản lề mà mình nói là nó rời rạc ở cái phiên bản ZenBook của 2021 đó, thì nó được thay bằng bản lề hình trụ như thế này. Và khá là đáng tiếc là nó vẫn còn rời rạc so với lại cái thiết kế chung. Phải chi được làm đồng màu và nó được hoàn thiện nhám luôn thì lúc này cái chiếc máy của bạn trông sẽ liền lạc hơn. Nhưng mà bù lại cái bản lề rất là chắc chắn nha. Mình gần như là không thể nào mở bằng một tay được bởi vì nó quá là chắc. Và cái gờ mà để nhấc chiếc máy lên đó, nó cũng làm khá là nông. Nói chung là nó chưa thực sự gọi là hoàn hảo trong cái việc mở chiếc máy này ra. Cho nên là khi mà anh em đặt máy lên đùi, anh em mở máy ra thì anh em cũng phải lưu ý về cái vấn đề này. Về cổng kết nối thì chúng ta sẽ bị lược bỏ đi HDMI này, chúng ta sẽ bị lược bỏ đi USB-A này, chúng ta sẽ chỉ còn USB-C mà thôi. Cũng vì do cái phiên bản này mình sử dụng nền tảng AMD trên đây sẽ không có Thunderbolt. Đó, nhưng mà bù lại chúng ta sẽ có 3 cổng USB-C, 2 cổng ở bên này và 1 cổng phía bên này. Cùng với đó là một jack tai nghe 3.5. Nhìn về thiết kế của dòng ZenBook 2022 năm nay, đó là một sự thay đổi về ngôn ngữ. Và cá nhân mình thấy rằng á, là cái ngôn ngữ thiết kế mới này trưởng thành hơn, chững chạc hơn so với lại thiết kế vòng tròn đồng tâm như phiên bản năm ngoái. Cái thiết kế của dòng 2021 á, đổ về trước á, nó đã tồn tại từ khá là lâu rồi. Mình nhớ không lầm là từ cái dòng mà UX433 từ hồi cái thời năm 2018-2019 á, cho tới 2021, tức là khoảng 4 năm rồi. Thì cái dòng 2022 này với ngôn ngữ thiết kế mới thì nó đã đem lại một cái gì đó nó tươi tắn hơn cho cái dòng ZenBook của mình. Và nó cũng hướng đến một cái tệp khách hàng mới hơn. Và nói chung thì mình rất thích thiết kế của cái dòng ZenBook 2022 năm nay. Tiếp đến là về màn hình. Chúng ta có một tấm nền OLED với độ phân giải là 2.8K. Phải nói là cực kỳ đẹp luôn. Và cũng nhờ vào Asus sử dụng mặt kính thay vì là cái mặt nhám, cho nên là màu sắc cũng như là độ tương phản nó tuyệt vời hơn rất là nhiều. Nó trong trẻo hơn. Và độ sáng của chiếc máy này cũng rất cao, lên đến là 500 nits. Cho nên chúng ta có thể thoải mái sử dụng ở ngoài trời cũng như là trong những cái điều kiện ánh sáng phức tạp. Về độ bao phủ màu thì dĩ nhiên 100% máy RGB, 99% DCI-B3. Như vậy là quá đủ để cho chúng ta có thể vừa học tập, vừa giải trí, vừa làm việc mà vừa có thể làm về những công việc đồ họa nữa. Và màn hình của ZenBook S13 OLED có kích thước là 13.3 inch. Với cá nhân mình thì cái kích thước này nó khá nhỏ để cho chúng ta có thể làm việc đa nhiệm. Bù lại thì nó có cái tỷ lệ mới là 16:10
cho nên có một cái không gian hiển thị nó rộng hơn. Ở phía trên thì chúng ta sẽ có một cái webcam, tiếc là nó vẫn độ phân giải 720p mà thôi. Nhìn chung về màn hình á, trong khoảng 2-3 năm trở lại đây, anh em thấy rõ ràng là Asus họ bắt đầu phổ cập tấm nền OLED cho rất nhiều cái dòng laptop của họ, không chỉ là cái dòng ZenBook cao cấp đâu, mà cả cái dòng máy phổ thông hơn đó là VivoBook thì cũng đã được trang bị tấm nền OLED rồi. Nhưng mà OLED thì nó cũng có OLED này, OLED kia. Trên cái chiếc Asus ZenBook 14X OLED mà mình đã từng trải nghiệm với anh em trước đây á, thì cái màn hình OLED của nó bị một cái vấn đề là khi mà anh em mở những cái nội dung nó có nhiều màu trắng á, thì anh em sẽ thấy được những cái điểm ảnh, hay là anh em sẽ thấy được như là trên màn hình nó có một cái lưới vậy. Đó là bởi vì cái cấu trúc điểm ảnh Bentley của cái tấm nền và do Samsung sản xuất, mặc dù nó có độ phân giải rất là cao nha, lên đến là 2.8K, nhưng mà chúng ta vẫn sẽ thấy được những cái điểm ảnh, hay là chúng ta vẫn sẽ thấy được những cái rỗ khi mà chúng ta nhìn gần với những cái nội dung màu trắng. Còn với cái tấm nền của chiếc ZenBook S và OLED này thì ở cái khoảng cách bình thường của mình đây thì mình không cảm thấy được về độ rỗ đó, và kể cả khi mà mình mở những cái nội dung nó có nhiều cái mảng trắng thì cũng không có để lại một cái trải nghiệm giống như là cái chiếc ZenBook 14X OLED kia. Và mình có kiểm tra cái tấm nền của chiếc máy này, nó cũng được cung cấp bởi Samsung luôn. Nhưng mà có lẽ rằng Asus và Samsung họ đã tinh chỉnh lại một số về cái cấu trúc ở bên trong, cho nên là cái hiện tượng rỗ nó là gần như là không có với cái khoảng cách sử dụng bình thường như thế này. Và mình cũng hy vọng rằng nhờ vào cái việc mà phổ cập cái tấm nền OLED từ Asus mà những cái thương hiệu khác, những nhà sản xuất khác họ cũng sẽ bắt đầu trang bị những cái tấm nền cao cấp hơn, không chỉ là ở cái dòng Ultrabook cao cấp mà kể cả những cái dòng máy phổ thông hơn nữa. Đi xuống phía dưới, chúng ta sẽ có một cái bàn phím mới. Nó là mới là bởi vì nó đã bị lược bỏ đi hàng phím function ở phía bên tay phải này, tức là cái phím home, back up, back down gì đó. Và từ đó cái bàn phím nó đã dịch từ bên trái sang bên phải một chút xíu, và nó đã đi vào trung tâm hơn. Layout này nó giúp cho mình dễ gõ hơn cái layout của năm 2021. Cái layout của 2021 đó thực sự là nó cũng không mới so với lại những chiếc laptop Asus. Nếu như mà anh em đã từng sử dụng những chiếc laptop của Asus trước đây rồi á, thì khi mà anh em đụng vào cái layout đó anh em vẫn có thể làm quen được. Nhưng mà với những người dùng mới thì chúng ta đôi khi phải mất khoảng 5-10 phút lúc đầu để làm quen, bởi vì cái bàn phím này nó bị dịch qua bên trái rồi. Còn với mã 02 này nó đã trở lại là chính giữa, và từ đó chúng ta sẽ dễ làm quen hơn, gần như chúng ta sẽ không mất thời gian quá nhiều để có thể làm quen được với bàn phím này. Cái thứ hai, cái sự nâng cấp nữa đó chính là về cảm giác gõ chúng ta nó tốt hơn, hành trình phím nó đã sâu hơn một chút xíu so với mã 021, và chúng ta gõ nó tốt hơn rất là nhiều. Mình thích cái cảm giác gõ ở trên phiên bản 02 này hơn là phiên bản 021. Bàn phím của nó thì vẫn có đèn nền, và cái touchpad ở phía dưới nó đã có kích thước lớn hơn một xíu. Cái khả năng tracking của nó vẫn là chính xác, vẫn rất là nhanh nhạy, và hỗ trợ cảm ứng đa điểm, đơn điểm gì đó cũng rất là tuyệt vời. Và dĩ nhiên rồi, những chiếc laptop của Asus thì nó không thể nào thiếu được cụm phím số numpad tích hợp thẳng ở trên touchpad. Rồi, về phương thức bảo mật thì trên bàn phím ZenBook S13 OLED và sẽ có một cái phím nguồn tích hợp cái máy vân tay, mở khóa nhanh nhạy, một chạm nhẹ cái là nó mở rồi. Cái phiên bản mình đang có ở đây sử dụng nền tảng Ryzen 6000 series mới nhất đến từ AMD. Cụ thể hơn là cái chiếc máy này nó đang chạy con CPU Ryzen 5 6600U, 6x12 luồng. RAM của chiếc máy này là 8GB và SSD là 512GB. Nhân đồ họa của nó là Radeon 660M. Mình nói với anh em về cái nhân đồ họa trước ha, bởi vì đây là một cái nhân đồ họa được nâng cấp khá là nhiều so với lại nhân đồ họa RX Vega 8 của năm ngoái. Nó sử dụng kiến trúc mới là RDNA2, cho nên là nó đem lại một cái hiệu năng mạnh mẽ hơn khoảng 20% so với lại cái nhân đồ họa ở trên thế hệ Ryzen 5000 series. Và cụ thể hơn qua cái điểm số benchmark 3D Max Time Spy ở đây. Hơn nữa thì Radeon 660M nó còn hỗ trợ cả ray tracing ở phần cứng luôn, nhưng mà do cái nhân đồ họa này nó vẫn còn quá yếu để chúng ta có thể trải nghiệm những tựa game ray tracing. Nhưng mà cái việc hỗ trợ ray tracing nó là một cái sự nâng cấp rất là lớn. Với cái sức mạnh đồ họa này thì chúng ta có thể sử dụng được với những cái phần mềm đồ họa 2D, và chúng ta có thể thiết kế ở một mức cơ bản như là Illustrator chẳng hạn đó. Còn về CPU Ryzen 6600U, nó là một CPU rất là mạnh mẽ, 6x12 luôn. Anh em thấy là cái chiếc máy này nó rất là mỏng, nhưng mà nó vẫn được tích hợp một con CPU có đến là 6x12 luôn, và TDP của nó là 28W. Và mình sẽ show cho anh em một số cái điểm benchmark
của chiếc máy này ở đây để anh em có thể xem về cái sức mạnh của nó. Khá là đáng tiếc là mình không có một cái chiếc máy nào hiện tại ở tinh tế đang sử dụng CPU Intel Gen 12 Underlake P để có thể so sánh với anh em về hiệu năng. Nếu như sau này mình có thì mình sẽ cho anh em xem những cái thông số cũng như là những cái điểm benchmark cụ thể hơn. Với cái trải nghiệm cá nhân của mình về cái cấu hình này, không có gì phải bàn về cái sức mạnh hiệu năng của nó. Nhưng mà một cái điểm mình khá là tiếc đó là chiếc máy này nó sẽ chỉ có 8GB RAM mà thôi, và RAM ta sẽ không nâng cấp được. Ở cái thời điểm 2022 này, qua những cái công việc mình làm như là chỉnh sửa hình ảnh nè, hay là làm Photoshop mà có khoảng 2 đến 3 cái layer thôi, hoặc là chỉnh sửa khoảng chừng 50 tấm hình RAW thôi, nó vẫn mượt mà nha. Nhưng mà đôi khi nó vẫn có tình trạng khựng và nó bị chèn bộ nhớ, đặc biệt là khi mà mình export hình ảnh chẳng hạn. Memory trong cái phần Task Manager lúc nào nó cũng lên khoảng tầm 99-98% hết. Và ở năm 2022 này, có lẽ rằng mình khuyên anh em khi mua laptop thì nên chọn cái phiên bản 16GB. Tức là khi nào mà bất đắc dĩ lắm thì chúng ta mới lựa chọn phiên bản 8GB thôi. Bởi vì chiếc laptop là chúng ta rất là ít khi nâng cấp, từ lại từ 2 đến 3 đến 4 năm chúng ta mới nâng cấp lận. Cho nên 16GB vẫn là một cái lời khuyên của mình. Rồi một cái điểm nữa mình cũng muốn lưu ý với anh em đó chính là về nhiệt độ cũng như là về cái hệ thống tản nhiệt của chiếc máy này. Nó sử dụng CPU rất là mạnh mẽ nhưng mà ở bên trong chúng ta sẽ chỉ có một quạt mà thôi. Và cái nhiệt độ đo được khi mà mình render hoặc là khi mà mình export hình ảnh hoặc là khi mình chạy những cái bài benchmark ấy, nó chạm ngưỡng 90 độ và quạt nó kêu khá là to. Thì anh em lưu ý vấn đề này, nhưng mà cái khu vực mà nóng của nó chỉ nằm ở trên khu vực bản lề ở phía trên này, tức là nó sẽ nằm ở phía nửa trên của cái phần mặt C, còn cái phần chiếu nghỉ tay và cái phần touchpad thì vẫn rất là mát mẻ. Tiếp theo thì một điểm nữa mình cũng thấy đây là một sự nâng cấp so với 2021, đó chính là về hệ thống loa. Thì loa ở trên ZenBook 2022, cụ thể là chiếc máy này, nó đã nghe hay hơn cái chiếc máy gần nhất mà mình từng trải nghiệm mang ngôn ngữ thiết kế cũ, đó là chiếc ZenBook 14X OLED. Theo mình là mình nghe nó, thứ nhất là âm lượng nó lớn hơn nè, thứ hai là chi tiết của nó cũng tốt hơn một chút xíu, và chúng ta có thể nghe được một vài cái âm bass nhẹ, bass rất rất nhẹ thôi, nhưng mà nó đã cải thiện hơn là phiên bản năm ngoái, nó không hề có bass luôn. Còn chiếc máy này nó hỗ trợ cả Dolby Atmos nè, Dolby Vision nè, cũng như là loa được tinh chỉnh bằng Harman Kardon. Rồi tiếp theo là về thời lượng sử dụng pin. ZenBook S13 OLED nó có dung lượng pin là 67Wh, và với cái thời lượng sử dụng pin ở những cái tác vụ văn phòng cơ bản, soạn thảo nội dung, lướt web và có chỉnh sửa hình ảnh một chút thì mình đạt khoảng từ 6 cho đến 6 tiếng rưỡi với cái chiếc máy này. Thì đây là một cái thời lượng sử dụng pin rất ấn tượng. Chúng ta có một cái màn hình đẹp nè, chúng ta có một cái hiệu năng tốt nè, nhưng mà chúng ta cũng có một cái thời lượng sử dụng pin rất là tốt. Cái điều này có được là nhờ vào cái sự tối ưu. Thứ nhất là chúng ta đến từ cái phần màn hình. Nếu như chúng ta sử dụng những cái nội dung mà có màn hình đen hoặc là chúng ta mở dark mode nhiều thì nó sẽ tiết kiệm pin hơn chúng ta một phần nè. Cái phần thứ hai là nó đến từ cái việc sử dụng cái nền tảng Ryzen 6000 series được sản xuất trên tiến trình 6 nanomet mới, thì nó cũng đã tiết kiệm năng lượng hơn và nó tiết kiệm điện hơn. Từ đó nó sẽ giúp cho chúng ta có một thời lượng sử dụng pin tốt hơn. Và một cái điểm nữa mình cũng rất là thích ở trên chiếc máy này, đó chính là về cái cục sạc. Nó vẫn có công suất là 65W nhưng mà nó đã được thiết kế gọn gàng đi, và nó giống như là một cục sạc GaN có công suất lớn nhưng mà thiết kế rất là nhỏ gọn. Nó giống như cục sạc của mình đang xài vậy, mình rất là thích. Thậm chí là chúng ta có một sợi dây USB-C rời luôn, nó không còn dính liền như là phiên bản 2021 nữa. Tổng kết lại thì sau một tuần với ZenBook S13 OLED, mình thực sự rất là thích chiếc máy này. Và mình nghĩ rằng là trong cái tầm giá 30 triệu đồng, nó có rất là nhiều những cái ưu điểm, từ màn hình, từ thiết kế nè, cho đến hiệu năng, cho đến là sử dụng pin. Cái điểm mà có lẽ rằng mình đáng tiếc nhất trên chiếc máy này có lẽ là đến từ cái dung lượng RAM của nó chỉ là có 8GB thôi. Và như mình đã nói rồi đó, thực sự là bây giờ 8GB RAM thì nó đủ cho chúng ta làm những công việc hết sức là cơ bản thôi. Còn nếu như mà chúng ta muốn sử dụng cái chiếc máy này lâu dài hơn thì chúng ta nên đầu tư cái khoản RAM, tức là tối thiểu chúng ta phải là 16GB RAM, thì chúng ta sẽ sử dụng chiếc máy này trong vòng 2 đến 3 đến 4 năm tới nó vẫn rất là thoải mái. Bởi vì chiếc máy này có rất nhiều cái ưu điểm, nhưng mà bởi vì cái dung lượng RAM cho nên nó đã giảm được sự hấp dẫn của cái dòng ZenBook S13 OLED này.
Rồi, và đó là cái chia sẻ của mình về ZenBook S13 OLED. Và anh em nghĩ sao về chiếc máy này thì hãy để lại bình luận phía bên dưới. Và nếu như anh em thấy video này hay, đừng quên like, share và subscribe cho kênh YouTube của Tinh Tế nha. Và mình là Gia Huy, hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.